Đỗ Nhân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 năm 2017. Video clip về Đỗ Nhân xin giới thiệu một quý khách gần xa một bộ bàn ghế gỗ vụ ta Quảng Bình gồm có 6 món, cột 12, hàng chọn vân đặc sắc, chúng tôi gọi là hàng VIP. Toàn bộ là ván mặt dày 2 phân và toàn bộ là khuôn tranh cũng như là yếm là rất là dày. Toàn bộ là hàng dày siêu khủng. Chúng tôi đã lựa chọn bộ ghế này sản làm từ năm ngoái. Và đến ngày hôm nay mới bắt đầu xong phần mộc và quay lên để giới thiệu cho quý khách gần xa. Những quý khách nào có muốn sở hữu những sản phẩm siêu VIP này và chọn vân vô cùng đặc sắc này thì anh nên là trực tiếp với chúng tôi tại hai cơ sở là Hà Nội và Hải Phòng. Đối với chúng tôi, bộ ghế này đang để tại cơ sở 2, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Và để chọn là những cái bộ gụ ta Quảng Bình mà vân chọn đặc sắc như này là hết sức là khó, không phải lúc nào cũng chọn được. Thì gỗ vụ ta của mình không phải cây nào cũng có vân, chọn rất nhiều cây mới được một khúc có vân để lựa vào những cái bộ ghế vân nó đặc sắc và đẹp kinh điển như thế này. Và toàn bộ cái bộ hàng gụ ta của mình là cột 12 này là chúng tôi chọn toàn bộ là các cái cột đó là không tâm, hàng siêu đẳng cấp, chân xì luôn, không có một tí rác, không có một tí nứt đâu cả. Hàng này là rất là hiếm có, khó tìm. Làm nhiều bộ mới chọn được một bộ như này, không phải bộ nào cũng được như này. Nếu quý khách đặt hàng vài tháng mới được bộ như này, chúng tôi đã chọn từ năm ngoái đến giờ mới xong được một bộ như này. Quý khách gần xa có nhu cầu muốn sở hữu bộ ghế này hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hai số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389 tại hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng. Tại Hà Nội là khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và tại Hải Phòng của chúng tôi là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Quý vị chỉ cần hỏi bộ bàn ghế gỗ vụ ta Quảng Bình được quay clip ngày mùng 2 tháng 3 năm 2017. Ván mặt dày 2 phân và toàn bộ các cái khuôn tranh với cả yếm cũng phải dày tương xứng. Tất là hàng rất là dày, rất là khủng. Không như cái hàng chợ ngoài thị trường. Và riêng cái chất gụ ta của mình này nó khác với cái chất gụ Gia Lai, là cái vân gỗ nó đen nhánh và vân nó to, nó không lăn tăn như cái hàng gụ Gia Lai. Hàng này là cao cấp hơn rất nhiều. Hàng gụ Gia Lai chúng tôi cũng sản xuất rất là nhiều, gụ Gia Lai chọn vân cũng có, nhưng mà vân nó không được đặc sắc này được. Trong cái gụ ta vân nó vẫn khôn hơn và chất gỗ nó phải nặng gấp rưỡi, vì là gụ đất ở Quảng Bình. Đất Quảng Bình tức là đất miền Trung, chúng tôi gọi là gụ Quảng Bình. Vân gỗ thì tuyệt đỉnh rồi, không thể trộn lẫn vào đâu được. Thoạt nhìn đã biết là gụ ta rồi. Đối với chúng tôi chuyên sản xuất ra những cái hàng siêu cao cấp như thế này. Vân gỗ thì hết sức là tuyệt đỉnh. Và toàn bộ bên dưới này chúng tôi làm yếm vén hoa lan tây rất là đẹp. Và đục đầu luân chân bóng, toàn bộ là đục chạm thủ công bằng tay 100%. Để nó chọn được cái bộ gỗ vân siêu đẳng cấp như này rất là khó, không phải lúc nào cũng có như này. Và chúng tôi có nhận đặt cũng phải nhận vài tháng, không phải là có ngày được. Quý khách nào đã từng chơi gụ ta của mình rồi sẽ biết chất gỗ nó rất là nặng và đanh, hầu như độ co ngót hầu như là không có. Và bộ này gồm có 6 thứ: một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn và hai đôn. Và đây là bộ ghế gụ ta Quảng Bình chọn vân. Vân gỗ thì tuyệt vời đây. Đây là bộ đào chim, đây là chim đây. Sẽ quay cả mặt sau cho quý khách xem. Và toàn bộ yếm là vén hoa lan tây rất là đẹp.
kể ngay như chiếc đoạn cái dài đây cũng vén rất đẹp, và toàn bộ vân gỗ thì chọn hết sức là sắc. Tiến ơi, Tiến bật lên cái điện đi. Toàn bộ cái bộ ghế này chúng tôi đã hoàn thiện xong phần mộc, là cạo nạo và như giáp xong. Và đây xà trơn như là lươn đây, rất là trơn. Kể cả như lỗ chúng tôi làm rất kỹ, trơn tuột. Đấy, từng cái lỗ này trơn tuột và các quả đào vân xoáy rất là đẹp. Nên riêng đặc điểm cái gỗ ta của mình như thế, rất là giá trị và chất gỗ nó đanh. Nó có thể đăng nặng gấp rưỡi chất gỗ Lào và gỗ Gia Lai. Cũng có rất nhiều khách muốn hỏi đặt các cái đồ thờ hay là sập gụ làm bằng chất gụ của mình này, thế nhưng mà chúng tôi cũng có, nhưng tại vì là không sản xuất nhiều vì giá thành nó cao, nó khó bán. Như cái gụ Quảng Bình bàn ghế bằng khách này thì tôi sản xuất rất nhiều vì là bao giờ cũng ưu tiên vào khách trước, là sản xuất gụ ta nhiều bằng khách này để trưng bày và khoe nhiều, nên chúng tôi sản xuất rất là nhiều các bộ vào phòng khách này. Chúng tôi còn có cả tủ kệ tivi, rồi là tủ rượu bằng gụ ta của mình rất là nhiều. Vân gỗ thì hết sức là tuyệt vời rồi. Và bốn cái vách này chúng tôi đục lục bình liền khối. Mục bình này là chúng tôi làm liền khối và đục từ quý là tùng cúc trúc mai, là đều đục thủ công bằng tay. Và ở giữa này đục hoa sen, hay gọi sen vịt đây. Quý khách gần xa có nhu cầu muốn sở hữu những sản phẩm siêu cao cấp này hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hai số điện thoại 0967 110389 và 0972 770888. Đây là bộ cột 12 gồm có 6 thứ gỗ cụ ta Quảng Bình, hàng chọn vân đặc sắc hay còn gọi là hàng siêu VIP của chúng tôi. Chiếc bàn này cũng rất là lớn, kích thước là 68 x 1m37, ván liền, ở giữa là ván liền. Quý khách mà ở gần hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc đến trực tiếp tại cơ sở của chúng tôi để xem và mắt thấy tay sờ cái sản phẩm vô cùng đặc sắc như này. Không phải lúc nào cũng có những cái sản phẩm như thế này. Gỗ thì độ dày cũng như là vân thì không còn gì để chê rồi. Để mà chọn những cái hàng sản phẩm nó vô cùng đặc sắc như này để được gọi tên là hàng siêu VIP thì nó phải hội tụ đủ các yếu tố, là gỗ phải dày và đường nét đục chạm phải đẹp và vân cũng phải đẹp. Chúng tôi sản xuất ra rất nhiều những cái sản phẩm đặc sắc như thế này. Đây là bộ Minh Quốc đào gỗ gụ ta Quảng Bình cột 12 gồm có 6 món. Bộ này không phải lúc nào chúng tôi cũng sản xuất ra những bộ nó siêu VIP như thế này. Và tại sao chúng tôi hay gọi là những sản phẩm siêu VIP? Vì là nó hội tụ đủ những yếu tố là gỗ phải dày gấp đôi những hàng chợ bình thường. Và những các cái đường nét đục chạm cũng rất là tinh xảo và vân cũng hầu như là có 102. Đấy thì chúng tôi sẽ gọi là hàng siêu VIP. Đỗ Thành Luân xin kính chào quý khách và xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Quý khách muốn sở hữu những cái sản phẩm đặc sắc này hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng.